À, John bought a truck, tức là tôi mua ô tô. John thì mua xe tải. Thì ở đây chúng ta nối lại thành I bought a car, but John bought a truck. Hai cái xe tải khác, hai cái xe khác nhau. But thì luôn luôn là một từ nối và đôi khi nó cũng là một giới từ và nó có nghĩa là ngoại trừ. Ví dụ như là khi chúng ta sử dụng but như sau. Ví dụ, chúng we visited all the countries in South America, but we did not visit Chile. Chile thì bây giờ các bạn viết này. We visit all the countries in South America, but ở đây but lại là có nghĩa là ngoại trừ. Ví dụ các bạn vẫn thường nói là I can do nothing. Đây chúng ta vẫn thường nói cái câu như thế này trong một số trường hợp. Ví dụ các bạn vẫn thường nói là I can, có nhiều bài hát sử dụng cái cụm từ này. Thì cái từ bất ở đây nó bằng với lại ngoại trừ, các bạn dịch là ví dụ cái câu này các bạn nói là I can't do nothing but I love you, có nghĩa là tôi chẳng biết làm gì ngoại trừ yêu em, có nghĩa là anh này anh nói như vậy có nghĩa là anh ấy rất là yêu cô đấy. Thì cái này nó là cách nói rất là tuyệt đối. Thì ở đây nothing but các bạn nhé. Thì but ở đây nó bằng với except ngoại trừ. Ví dụ tiếp theo này. All the new cars are hybrid cars, but this one is not. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói là all the new car, but ở đây là ngoại trừ cái xe này. Thì các bạn lưu ý, nó vừa là từ nối, kết nối giữa hai ý trái ngược nhau, và nó vừa là một từ giống như là một cái giới từ. Bây giờ các bạn nhìn cho tôi các câu ở phần dưới activity 12, 12 nhé. Now, combine the two simple sentences into one. Các bạn kết nối hai cái vế này thành một câu với từ but. Activity 12, từ câu 1 đến câu 5. Khi mà nó không nằm ở trong các cái câu mà có vế đối lập. Ví dụ như là nghĩa nó gã trái ngược nhau hoàn toàn.
thì nó sẽ là không phải là, thì nó là bất. Ví dụ như là giống như em hình dung giống như là nửa nửa lạc nửa mỡ, hoặc là nước hay lửa, hay là đá với lại nước hay gì gì đấy, nó là đối lập hoàn toàn thì dùng bất, thì là nó là nghĩa đối ngược. Còn ngoại dự thì nó sẽ là giới từ. Thì bản thân cái từ bất đấy nó là một cái connector, từ nối mang nghĩa đối lập. Ví dụ như câu số 1 này, tôi ăn hết tất cả đồ ăn ở trên đĩa của tôi, và nhưng tôi lại không ăn gì đây? Không ăn rau chân vịt. Đây đây là ngoại trừ, đúng không? Ừ. Đây, cô thấy bạn nào đang viết này, bạn Dương. Về nhà cứ nói với vợ cái câu là I can't do nothing but I love you, but love you ấy, là hiểu. Đây, để, cứ để cho bạn viết xong rồi cô sửa. Đâu bạn Dương, bạn ấy viết này. À, Dương này. Từ từ đã, cô thấy nhiều bạn viết này. Ví dụ bạn Hương viết này, I ate all the food on my plate, but đây câu như của bạn Hương thì là đúng rồi này. Tôi ăn hết tất cả đồ ăn trên đĩa ngoại trừ rau chân vịt, có nghĩa là tôi không ăn chân vịt, không ăn cái rau đấy. Câu của bạn Hương đúng này. Every student in the class is wearing sunglasses, running shoes, but tức là mọi sinh viên trong lớp đều đi giày ngoại trừ Stephanie. Từ từ đã. Cái câu số 2, bạn Hương, đây cô vừa đọc câu của bạn Hương này. Mọi sinh viên ở trong lớp thì đang đi cái đôi giày này, còn Stephanie thì lại đang đi cái đôi, cái này thì là không phải là ngoại trừ mà cái này là bất rồi, Hương ạ. Thì cái câu này, dạ, chúng ta sẽ phải viết lại hoàn chỉnh là every student in the class is wearing running shoe, but Stephanie is wearing, đúng không? À, nhưng tức là cái câu đấy thì không phải là ngoại trừ. À, thế thì từ từ để tôi viết cho các bạn. Rồi rồi, tôi nhìn. Tôi nhìn cái câu đấy rồi. Thế thì câu này các bạn sẽ viết lại một câu hoàn chỉnh nhất, chính là câu 2 nhá. Every student in the class but Stephanie. Các bạn nhá. Thì câu đấy là ngoại trừ đấy. Chúng ta nghe được cái câu đó không nhỉ? Đây, để tôi viết cho cái câu đấy nha các bạn nhé. Câu số 2. Các bạn nhìn thấy cái câu 2 tôi vừa viết lại đó.
Thực ra thì cái cách này chúng ta có hai cách viết, nhưng mà quan trọng là khi các bạn viết cách nào thì nó đúng cấu trúc của cách đấy là được. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Ví dụ như câu số 2 này, ví dụ tôi vừa nhìn thấy câu của bạn Hương đây. Các bạn viết cách nào thì phải đúng cấu trúc cách đấy thôi, chứ còn một câu đấy có thể viết hai cách được, nhưng phải đúng công thức. Ví dụ như là câu đầu tiên bạn Hương bạn ấy vừa viết ở trên này. Every student in the class is wearing running shoe, but Stephanie, cũng được. Câu đấy cũng không sai. Nếu các bạn viết đi thi viết như vậy cũng không sai. Hoặc các bạn có thể viết theo cái cách mà tôi vừa viết lại là every student in the class, but Stephanie is wearing running shoe. Sang đến câu thứ 3. Câu số 3 là the teacher asked everyone a question but Ryan and Joe. Tức là giáo viên hỏi mọi các thực sinh viên ngoại trừ hai bạn kia là không hỏi. Ok. Câu số 4 này. My teacher clean every room in the house but my room. Đúng rồi. Tức là ngoại trừ cái phòng của tôi ra. Câu số 5. The official language is the official language of every country in the South America but Brazil. Surname and friends. Okay. Đây là câu của bạn Linh. Ok, câu của Linh cũng được rồi. Ok, nói câu 5. Chúng ta viết, nhớ là viết công cách nào thì phải đúng công thức của cách đấy. Ok, đúng rồi đấy các bạn. Chúng ta sang phần số 13, activity 13, reviewing compound sentences. Chúng ta sẽ xem lại cái câu kết hợp, compound là câu kết hợp. Các bạn đọc cho tôi các câu từ 1 đến 12, xem cái câu đấy sẽ là simple hay là câu đơn. Compound thì các bạn ghi là câu kết hợp là C. Ví dụ như câu số 1, the girls practice every day. Thì ở đây nó chỉ có một chủ ngữ, một vế thì là câu đơn. They did not win cũng vậy, cũng sẽ là câu đơn. The girls practice every day but they did not win thì là câu đôi, câu kết hợp. Đó các bạn làm từ câu số 4 đến câu số 12.
vừa thấy bài của bạn bạn Phương này, câu số 12, các bạn đọc của tôi câu 12. All of the chairs in the kitchen, but this one are made of wood. Câu đơn à? Câu đơn. Tất cả những cái ghế trong cái bếp này, ngoại trừ cái này, thì nó chỉ là câu đơn thôi. With the reason increase in crime in that area of the city. Thì cái này là câu đơn, câu compound rồi. Các em thấy hai chủ ngữ khác hẳn mà. Cái đầu nó chỉ là một cụm danh từ thôi chị ạ. With the reason increase in crime in that area of the city. Với cái sự gia tăng tội phạm của cái khu vực, ở cái khu vực này của thành phố, thì những người dân địa phương ở đó thì lo lắng về cái sự an toàn của họ. Câu 7 ở đây bạn ấy biết là câu gì? À đúng rồi, cái này đầu tiên nó chỉ là một cụm thôi, nó không có chủ không, đúng rồi. Câu này là câu simple, đúng rồi. Đây, cô thấy bạn Phương, bạn ấy làm này đúng rồi này. À, không phải Phương, câu 7 của Phương phải sửa lại rồi. Câu 7 là câu đơn. Câu số 9 và câu 12. Câu 9 cũng thế, câu 12 cũng thế. Đúng rồi, câu 9 và câu 12 như nhau thì nó cũng là symbol. Các bạn sửa nhé. Chúng ta check lại từ câu số 5 này. Number 1, number 4. Câu số 4 sẽ là câu compound. Bởi vì các bạn thấy chủ ngữ là decision, đằng sau lại có gì? Có but the manager, đúng không? Câu số 5 là câu đơn rồi, rõ ràng nó chỉ có một chủ ngữ thôi. Câu số 6 là câu kết hợp, bởi vì chúng ta thấy có we went to Canada, chúng các bạn cứ gạch chân vào Canada, đằng sau lại but we did not visit Toronto. Các bạn thấy hai chủ ngữ khác nhau. Câu số 7 thì là chỉ có một chủ ngữ, thì là câu đơn. Câu số 8 là câu kết hợp, bởi vì chúng ta thấy có summer và winter. Đúng rồi, câu 8 là câu kết hợp, compound. Câu 9 là câu đơn, 10 là câu đơn, 11 là câu kết hợp, 12 là câu đơn. Đó, các bạn sửa lại đi. Tôi nhìn lên màn hình nhiều, nó cứ lẫn câu nọ câu kia đấy các bạn. Sang cái phần tiếp theo, activity 14, writing compound sentence C. Chúng ta đọc này. Read each incorrect statement about the two brothers, then write a compound sentence with but. Ở đây là chúng ta thấy có hai anh em này. Tên là Andrew Bryce. Tên bên tên còn lại là em hoặc anh, đây là Ian Bryce. Sinh ngày 14. Anh sinh ngày 14. À đây là em rồi. Em sinh ngày 14 tháng 1 năm 38. Anh sinh ngày 1 tháng 5 năm 30. Các bạn thực hành đi, vì cái phần này viết nó hay bị lẫn. Các bạn thực hành cho tôi cái phần 14 đấy.
Bạn nào viết cho tôi một vài câu mẫu xem nào. Ví dụ như là gì đây? À, người Anh thì sinh vào năm 38 thì các bạn có thể viết là gì? Andrew was born in 1938, but Ian was born in 1930. Đi đâu ấy? Vào á? Giờ á? Ok, đó, đúng rồi đấy. Bạn Trâm viết đúng rồi đấy. Câu số 2. Mr. Bình đang đi đường à? Ok, cô thấy một số bạn viết đúng rồi đó. Cô cho em hỏi là những cái động từ ở những câu này là mình phải dùng hết ở thi quá khứ đúng không ạ? Đúng rồi, vì hai người này là không còn nữa. Dạ. Chúng ta đang viết là quá khứ mà, ở cái phần này này. Ok, cô thấy một số bạn chúng ta viết cách viết ở đấy. Các cái câu mẫu thì chúng ta cũng viết tương tự như vậy thôi. Nhưng mà một số bạn cô thấy viết ở quá hiện tại này, các bạn phải đổi thành quá khứ nhé. Vì chúng ta viết về hai người đã qua đời rồi. Động từ to be, động từ thường, chuyển sang quá khứ. Đây này, ở phần ở dưới chúng ta có phần grammar for writing complex sentences. Câu hỗn hợp. Yes, okay. Xong rồi các em chuyển xuống cái phần dưới, grammar for writing. Complex sentence. When you write, sentence variety is important. This will make your writing more interesting. Good writer use both simple or compound sentence. Tức là những người viết tốt thì người ta sẽ sử dụng cả câu đơn đến câu kết hợp, hay còn gọi là câu phức. Và có nhiều cách để chúng ta sẽ thêm các cái câu trong bài viết của chúng ta được gọi là câu hỗn hợp. Một câu hỗn hợp thì là một câu gồm kết hợp gồm hai mệnh đề. Một mệnh đề thì là một nhóm từ liên quan đến một chủ đề và một động từ. Thế và trong một câu hỗn hợp thì một mệnh đề thường bắt đầu bằng các từ nối như là after, before, when, until, as soon as. Và còn mệnh đề khác thì không có từ. The other clause has no connecting word. Ví dụ các bạn nhìn ở đây có ba công thức của ba loại câu. Công thức số 1 của câu simple là câu đơn.
thì chúng ta thấy chỉ có một mệnh đề là gồm chủ ngữ và động từ. Ví dụ John play tennis. Hay là Vicky watch TV. Thế còn câu kết hợp thì sẽ là compound sentence này. Thì chúng ta sẽ có từ nối, có nghĩa là câu đơn thì sẽ không có từ nối, còn câu kết hợp sẽ có từ nối. Ví dụ Joe play tennis and Vicky watch TV. Thế còn câu hỗn hợp thì chúng ta thấy ví dụ này, Joe play tennis after Vicky watch TV. Đấy. Vậy các bạn cứ nhìn ba công thức này là phân biệt được câu đơn này, câu kết hợp, đấy, câu hệ hỗn hợp. Ở dưới đây chúng ta có ba có các cái ví dụ ở dưới, các bạn nhìn này, until he bought a car, John rode his bicycle to work. Câu đấy là câu không đúng bởi vì thiếu dấu phẩy. Câu đúng sẽ là until he bought a car, John rode his bicycle to work. Thì ở đây với các cái câu mà như hôm trước tôi đã nói với các bạn là có until thì các bạn sẽ dịch cái vế sau trước, vế until vế đằng sau trước, còn vế until dịch sau. Thì câu này các bạn sẽ dịch là Joe đi xe đạp đi làm cho đến tận lúc anh ấy mua ô tô. Đấy. Hay như câu số 2, my mom made dinner when my dad got home. Khi mà bố tôi đi làm về thì mẹ đã nấu ăn, nấu bữa tối. Các bạn đọc xuống cái phần công thức của ba cái câu đó và làm cho cô cái phần activity 16. Chúng ta hãy xem này. Câu nào là câu symbol thì các bạn điền chữ SC. Câu nào là compound thì điền CD. Complex điền CX. Nếu như cái câu đó mà là compound hoặc complex thì chúng ta sẽ phải có cái gì đây? A comma, dấu phẩy nhé. Đó, các bạn làm đi.
Alo, các bạn đã nghe thấy cô Hiền nói chưa? Alo. Rồi, chúng ta chờ nhau một chút xíu nhé. Ca trước có học gì không? Ok. Chúng ta nhìn lên bài của bạn nào đang viết ấy. Bạn Tuấn Anh, Thùy Linh. Number one là gì? Compound. Number four.
Number 5, complex. Number 6, simple. Number 7, simple. Okay. Number 8 là compound. Thế number 8 compound thì các bạn thêm dấu phẩy ở đằng chỗ nào? Cô bạn Linh kìa. Compound thì có dấu phẩy ở đằng trước cái gì? Cái O sau here các bạn nhá. Đâu rồi? Linh đâu rồi? Đây, tôi đánh dấu cái chỗ mà các bạn phải thêm phẩy nhé. Câu số 8, à câu số 9 là simple. Câu số 10 là complex. Đúng rồi. Câu số 12 là simple. Câu số 13 là complex. Rồi, câu 14. Câu 14 là compound. Thì câu 14 phải thêm dấu phẩy ở đâu đây? Đây. Jing decide to ask her friend to edit her gì? Paper. Đằng trước N, đúng rồi. Các bạn câu số 14 các bạn thêm dấu phẩy đằng trước N. Vì nó là câu đúng rồi thì đấy bạn ơi bạn đúng cái này nhưng mà chưa có dấu N. Mà chưa dấu phẩy. Xuống đến phần tiếp theo grammar for writing các bạn. Chúng ta nhìn cho tôi cái phần ngữ pháp về cho cái phần viết này. Khi mà các bạn dùng với after, các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ dùng cái từ nối này với các hành động. With the action that happened first. Ví dụ như là first, Layla finished school for the day, then she drove to work. Trong câu mà có là câu complete sentence thì các bạn sẽ dùng là after Lena finished school for the day she drove to work. Hoặc các bạn có thể viết là Lena drove to work after she finished school for the day. Đấy là với cái từ after. Xuống đến từ tiếp theo là từ when. With time was này thì sẽ dùng là gì? First my sister got sick then the doctor gave her some medicine. Complex sentence thì các bạn sẽ viết là when my sister got sick, the doctor gave her some medicine. Hoặc các bạn có thể viết the doctor gave my sister some medicine when she got sick. Tiếp theo là với before, with time was first Joe practiced driving, next he takes the driver's license exam. Với câu complex sentence thì các bạn sẽ dùng là before Joe took the driver's license exam, he practiced driving. Có dấu phẩy các bạn lưu ý nhé. Thế còn câu ở dưới là Joe practiced driving before thì không, câu này không có dấu phẩy. Các bạn chú ý dùng cách nào cũng được nhưng mà phải dùng đúng. Xuống as soon as là ngay sau khi này. Trong cái câu with time was thì là first I arrived in Poland, right after that. Thế thì với cái câu viết lại thì chúng ta sẽ viết là as soon as I arrived in Poland, phải I tour the city. Hoặc câu này chúng ta viết lại là I tour the city as soon as thì không có dấu phẩy nữa. Các bạn dùng các một cách hai đều được. Nhưng mà nếu mà nó đứng ở đằng trước thì câu đấy phải có dấu phẩy, còn nó đứng ở giữa câu thì không có. Vậy thôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thực hành viết cho tôi cái phần activity 17. Chúng ta viết lại từ câu 2 nha.
Các bạn đều viết đúng rồi đấy. Tôi thấy các bạn đều viết đúng rồi đó. Các bạn cứ nhớ cho tôi là các cái từ nối mà viết trước thì câu đó có dấu phẩy. Còn nếu nó ở giữa thì thôi. Nối lại. Xong rồi đến cái bài tiếp theo này. Yeah. Correct the paragraph. Chúng ta có cái đoạn sau và có 15 lỗi. Chúng ta tìm cái lỗi đó và sửa cho tôi ở cái đoạn 49 này. Có 15 lỗi thì chúng ta tìm ra và sửa nó nhé. Cái lỗi ở đây có thể là lỗi về ngữ pháp này, lỗi về từ vựng này, chính tả này. Dấu phẩy, dấu chấm.
Xong chưa các em ơi? Các bạn nhìn lên trên màn hình ấy, tôi chấm bằng cái màu đỏ ấy. Không, có nghĩa là số lỗi à? À, chắc thế. Thế thì các bạn đã tìm đủ chưa nhỉ? Tôi nhìn thấy ở đây sẽ là interesting and important man. Cái dòng này chúng ta thấy cái lỗi nào đây? Hai lỗi này. Hai lỗi. He did not fall. Ở đây chúng ta phải gạch chân đây. Cái dòng đấy các bạn đếm đủ lỗi chưa? Đủ 15 lỗi chưa? Cái câu số 2 này, chỗ này phải là dấu chấm chứ không phải dấu phẩy đâu các bạn. Cái dấu này phải là dấu chấm. Dấu chấm ở chỗ này. Và cái zit này các bạn phải viết hoa này. Đấy là đủ 15 lỗi rồi đấy các bạn. Cái từ journey không phải là số nhiều đâu. Bạn nào vừa sửa lại số nhiều không phải đâu. Đấy là danh từ không đếm được. Hành trình. Đấy các bạn sửa như trên bảng này này. Tôi nhìn đủ 15 lỗi rồi đấy. Xong chưa các bạn? Câu đấy là phải có en mà em. En hi tức là gặp rất là nhiều người thú vị. Cái đấy là có en đằng trước, có dấu phẩy đấy. Ok, xong cái phần đó nhá các bạn ơi. Xong được chưa? Xong đi, tôi chuyển sang trang dưới là cái phần đánh dấu nó sẽ mất. Cái số đấy phải là it gives, thêm it vào. Thêm. Đúng rồi, and câu đấy là thiếu dấu chấm ạ. À, đúng rồi.
Đấy các bạn sửa thêm vào đấy tôi. Thực ra đây là đủ 15 lỗi. Cái chỗ này thì các bạn thêm cho tôi đại từ ít vào. Cái sau love là seeing đúng không cô? Không, love to see đấy em ạ. Love to see. Thì love là bỏ S ạ? À? Love thêm ED. Bỏ ED. Quá khứ. Xong chưa mọi người chuyển nhé. Các bạn ơi chuyển là nó hết cái phần đánh dấu này. Xuống cái phần bài số 19 các bạn chọn cho tôi vào các cái phần này. Các cái từ đây. Cái phần này nó quan trọng, mình không bỏ được phần nào hết. Now horrible ở đây sẽ là gì? Bad gì? Bad news. Đúng không các bạn? Kinh khủng mà. A century thì sẽ làm bằng gì? 100 years. To communicate. Giao tiếp là to share information. Excellent, the best. To continue. To not stop. Brave. Các bạn chưa đọc, chúng ta có thể cái này không cần phải chữa miệng cũng được. A grade of 100%, đúng rồi. To discriminate, kỳ thị. Negative, đúng không các bạn? Đây là một cái hoạt động, hành động không tốt. To demand. To make a strong request. To worry. To be unhappy. To graduate to from this school, to the beginning, the first minute, a manager, a boss, original. Not a copy. Yeah, not a copy. To arrive, come to a place, to scare. Scream. Yeah, to scream, sợ hãi. Xuống cái phần tiếp theo giới từ các bạn. The first thing to do, okay? A trip to Peru. Arrive. Yeah, arrive at a supermarket. To share your information. To have a question. Đòi hỏi. Yeah. Number six. Now to discriminate against em ơi. Kỳ thị lại ai đó mà. Ví dụ như là kỳ thị người da đen da trắng đấy. Number seven, to make. Number eight, effective communication. Yeah, communication. And the freedom. Freedom. Yeah, the freedom. Number 10, to be excited. To be excited about class. How? Ok, bài tập về nhà của các bạn đây này, chính chúng ta nhìn này. Các bạn về nhà nhìn cho tôi cái phần trang 127 nhé. Bài ngày hôm nay chúng ta là đến cái phần viết đây này. Các bạn về nhà chúng ta chọn một trong các cái topic ở trên, sau đó viết cho tôi một cái bài ở dưới, giống như cái phần hướng dẫn ở cái phần dưới này. How quickly can you write? Tức là chúng ta viết tiếng Anh nhanh như thế nào? There are many times when you must write. Có rất nhiều lần chúng ta viết nhanh như là trong bài thi. Thế và rất là quan trọng là các bạn cảm thấy thoải mái trong suốt cái thời gian thi cử này.
Thì cái thời cái bài, những cái bài thực hành mà có thời gian ấn định có thể giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Thì ở đây các em nhìn ở trên đây, người ta có một loạt các cái topic này. Đấy. Về nhà các bạn tùy chúng ta hãy chọn một cái nào tùy các bạn và viết cho cô một cái bài hoàn chỉnh ở cái phần dưới này. Chiều mai chúng ta chữa nhá. Chiều mai có lịch học viết không các bạn nhỉ? Có. Ok, thế chiều mai chúng ta chữa cái phần này. Nhớ về nhà viết cho tôi nhé các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ok, thế bây giờ chúng ta nghỉ nhé. Dạ vâng ạ. Ok, goodbye. Dạ cô ạ.